Như quý vị vừa theo dõi, nam ca sĩ Hồng Ân đã chuyển tải tới khán giả một ca khúc nói về ký ức của một người mẹ trong quá trình đó là đồng hành cùng người con trong việc học hành, sau đó là chuyện tình duyên. Và bây giờ trong gian bếp của Vui Sống Mỗi Ngày, chúng ta sẽ dựa trên câu chuyện đó của bài hát Cho Mẹ Chọn Niềm Vui cùng tìm kiếm tuổi thơ của mình xem là có món nào ngon để hôm nay chia sẻ với quý vị. Và tất nhiên nhân vật chính vẫn là nam ca sĩ Hồng Ân. Chào anh. Xin chào Tùng. Vừa nãy Mạnh Tùng có nghe anh hát một bài hát rất là nhẹ nhàng, tinh tế và đầy tình cảm. Anh nói qua một chút về cái bài hát đó khi mà anh tìm hiểu và thể hiện nó đi. Thực sự thì hôm nay Ân muốn thể hiện cái ca khúc đó là nó gắn với Ân rất là nhiều kỷ niệm. Và cái kỷ niệm mà đúng là cái như là trong bài hát đó là khi mà Ân thi và mẹ cũng gửi đồ lên, nhưng mà những cái gì mà mẹ muốn gửi lên không phải là thực sự nó rất là ngon hay là nó là gì đặc biệt lắm, nhưng mà gói ghém tất cả những cái tình cảm của mẹ dành cho Ân. Và những cái đó nó lại làm cho Ân theo suốt một cuộc đời của mình và nó cảm thấy rất là ngọt ngào. Chính vì vậy mà hôm nay đứng đây trên gian bếp này, Ân sẽ bằng ký ức của mình để làm một cái món ăn mà chính tay mẹ Ân làm, và Ân nhớ mang máng trong ký ức thôi. Hôm nay có biết là Tùng sẽ giúp cho Ân làm thực hiện cái món này nhé. Dạ vâng, chắc chắn rồi, bởi vì Mạnh Tùng còn phải học lỏm nữa. Tùng biết là Ân hôm nay sẽ làm một món gọi là mít thấu. Cái món này nói sơ với Tùng nghe một chút xíu là tại sao Ân làm cái món này. Đúng là cái món ký ức luôn, tại vì nhà Ân ở Bình Thuận thì có rất là nhiều mít, trồng rất là nhiều mít. Và mỗi lần cái mùa mưa đến thì mẹ mới ra ngoài vườn hái mít vô, sau đó luộc lên và làm gỏi. Thì nguyên vật liệu chính hôm nay chúng ta sẽ đó là mít non, cà rốt, hành bơ rô, dưa leo, rau răm, đậu hũ, bánh đa, đậu phụ, mè, giấm, nước dừa. Trước mắt là mình sẽ cắt mít ra, rồi thái như thế này, và mình bỏ cái phần cái cùi lõi trong, trong ra. Rồi. Cứ mít non là về mình luộc qua đúng không? Luộc qua, luộc vừa chín tới thì nó sẽ ngọt, vẫn còn cái độ bùi của nó. Trong lúc Tùng làm cái này thì Ân sẽ chiên đậu hũ lên cho nó giòn. Sau đó mình sẽ thái theo từng cái miếng nhỏ để mình trộn chung với mít nó sẽ ngon hơn. Chúng ta sẽ cho dầu vào chảo để chiên. Chứng tỏ món này mặc dù nghe có vẻ đơn giản nhưng cũng cần phải tinh tế cầu kỳ một chút đúng không? Đó là bản chất của những cái món ăn của người miền Trung. Mặc dù nguyên vật liệu rất là đơn giản nhưng mà trong đó nó rất là tinh tế. Anh Hồng Ân này, ngoài món mít non thấu ấy, thì trong quá khứ khi mà mình còn bé, anh còn có kỷ niệm về những món ăn nào mà mẹ hay làm với anh ăn? Mẹ Ân hay làm đó là nấu bún bò. Bún bò. Bún bò cực món này ngon mình luôn. Rồi là có làm bánh bột lọc. Mình chỉ chiên sơ thôi. Xong đó sau đó là mình có cái độ vàng, xong mình sẽ thái ra. Và sau đây Tùng này Ân sẽ làm cái này là mình sẽ tỉa ra. Khi mà không có mẹ ở bên cạnh lúc mà làm việc công tác ấy, thì bạn có hay tự vào nấu bếp ăn không? Cũng thỉnh thoảng vào bếp, tại vì thực sự khi mà đi mặc nhiều không có nhiều thời gian, nhưng mà cuối tuần á thì cũng làm vài món rồi bạn bè đến ăn uống. Hay quá. Thông thường khi mà Hồng Ân nấu lại những món mà mẹ hay làm ấy thì mẹ hay có nhận xét thế nào? Đối với mẹ thì mẹ, đối với mẹ với con mà, cho nên là lúc nào mà con nấu thì mẹ cũng phải khen ngon. Khi mà mình làm cái này xong rồi mình sẽ bỏ một chút xíu nước dừa vô đây để ngâm cho nó hết cái mùi hăng của đua cà rốt. Đó, mình sẽ chiên cái này cho nó vừa tới nè. Vừa vàng tới thì mình sẽ tắt, không thì nó sẽ bị cháy. Bây giờ khi mà nhắc tới ca sĩ Hồng Ân là mọi người nghĩ ngay tới những bài hát về mẹ. Mà Mạnh Tùng thấy lạ, bởi vì ví dụ Hồng Ân vẫn còn trẻ như vậy, tại sao không hát những cái bài về tình yêu đôi lứa, rồi những cái bài chú trọng hơn về những cái mảng nhạc nó sôi động, nó trẻ trung mà lại chuyên về mẹ.
đối với mẹ thì ân dành tặng cho mẹ rất là nhiều cái tình cảm. Chính vì vậy mà mỗi lần hát ca khúc của mẹ thì cảm thấy rất là nó thăng hoa. Trong số những bài hát mà Hồng Ân hát về mẹ thì bạn tâm đắc nhất bài hát nào? Ở trong đó thì Ân rất là thích bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến, bài hát mang tên là Mẹ Tôi. Thì vì trong đó có một câu mà Ân thấy rất là hay, đó là mẹ ơi, thế giới manh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang không bằng có mẹ. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Không có gì mà tuyệt vời bằng mẹ của mình. Cho dù có phú quý vinh quang, có giàu có thành công như nào đó thì mẹ mình là trên hết. Thế giới manh mông không bằng nhà mình. Tuổi thơ như chiếc gối em cho tuổi già ốm mà. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ làm đó là cái bước làm nước tương. Thì trong này sẽ làm hai chén nước, hai muỗng nước tương, giấm. Những bước còn lại rất đơn giản thôi, thì chắc là nhờ Tùng giúp cho Ân bỏ cái mít vô, nguyên vật liệu mít vào. Đậu hũ. Nhìn là có màu sắc rồi đúng không? Chưa thấy ăn nhưng mà thấy có màu sắc thì có vẻ là cũng hấp dẫn rồi đó. Chúng ta sẽ trộn một chút xíu thì nước tương nó sẽ thấm vào mít. Tuyệt vời. Rồi, bây giờ mình bày ra đĩa. Dạ, dạ. Sau đó thì chúng ta sẽ bỏ thêm một ít hành phi lên nữa. Ăn món ăn này để xem là tuổi thơ của anh Hồng Ân trôi qua như thế nào. Ngọt bùi cay đắng. Có hả? Dạ. Mít ấy mà sống mình ăn rất là chát. Thậm chí là còn hơi hăng hăng nữa. Nhưng mà giờ nó bùi đúng không? Nó bùi. Bùi thơm. Một cái món rất nhẹ nhàng. Bởi vì ấy, khi mà chúng ta nói về những cái món bóc thấu này hay là món gỏi ấy, thường mọi người sẽ mường tượng ra một cái hương vị nó hơi gắt một chút. Hơi chua gắt một chút, hơi có thể là ngọt ngọt. Nhưng mà với món này ấy, mọi thứ nó nhẹ nhàng, nó êm ái. Ngay cả những cái thành phần nó cũng rất là tự nhiên và dễ kiếm, dễ tìm. Khoan, khi mà mình làm xong món này ấy, anh nếm thử ấy, thì so với món mà ở nhà bác gái làm thì anh tính là được khoảng bao nhiêu phần trăm? Anh nghĩ rằng là chắc được 80%. Lạy trời mưa tuôn cho đất rơi mềm hạt mầm vun lên. Hôm nay qua phần trình diễn của ca sĩ Hồng Ân cũng như là cách anh chia sẻ về món ăn mà mình nhớ nhất trong tuổi thơ của mình khi được mẹ chăm sóc, rồi cảm nhận luôn trực quan bằng cách là thưởng thức món ăn mà Hồng Ân chia sẻ với quý vị trong chương trình ngày hôm nay, món mít non bóc thấu, Mạnh Tùng cũng đã có phần nào cảm nhận được tuổi thơ của anh trôi qua, có ngọt bùi, có cả đắng cả cay nữa đúng không ạ? Vậy mới đa dạng phong phú. Cảm ơn anh đã tham gia vào chương trình hôm nay. Và hy vọng là quý vị khán giả cũng đã có thêm được một món ăn bổ sung vào thực đơn của mình. Khi mà chúng ta có những ngày quan trọng, ví dụ ngày của mẹ chẳng hạn, một món chay rất nhiều ý nghĩa, dinh dưỡng và đảm bảo cho sức khỏe. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Xin chào!